đại tần bắt đầu bị tổ long nghe lén suy nghĩ thiên ngôn quân nhiên cái gì ta đại tần lại muốn không nghe chọn bộ tại mê truyện audio com đại tần bắt đầu bị tổ long nghe lén tiếng lòng cửu châu tần hàm dương thành bên ngoài đầu mùa xuân ly sơn mặt trời mới lên ở hướng đông vạn vật khôi phục ngụ ý lục vương tứ hải một về sau bách phế đãi hưng đại tần vạn năm thủy hoàng đế vạn tuế sáng sớm văn võ bá quan mang theo dưới gối nam đinh trước tới tham gia tế tự làm đương triều hữu tướng phùng khứ tật con thứ phùng tiêu tự nhiên vậy thân thể ở trong đó nghịch tử chờ ăn đem thịt buông xuống bệ dưới lập tức giá đến mau đưa miệng lau sạch sẽ Phùng Khứ Tật cùng đám người quỳ bái trên mặt đất, thấp giọng quát lớn, cho dù là địa vị cực cao hắn, vậy không dám ở nơi này chờ trường hợp ăn như hổ đói, không hiểu lễ nghĩa. Ai, nhỏ chàng diện, lão cha chớ hoảng sợ, thiếu niên mặc áo đen Phùng Tiêu, bẹp lấy miệng, dính đầy tay là dầu, quay đầu nhìn một chút, tiếp tục gặm trong tay đùi gà. Bệ hạ không có nhanh như vậy, thật đói, chờ ta ăn xong lại nói, đối mặt dạng này hồi phục, phùng khứ tật cũng là lắc đầu thở dài, không thể làm gì. Nếu không phải là kiếp nhi chấn thủ biên cương đến, lão phu như thế nào lại mang ngươi cái này nghịch tử đến? Nhìn thấy phụ thân nghiêm túc biểu lộ, phùng tiêu không thể không biết chính mình làm gì sai. Hắn cũng không phải là cái gì quyền quý chi tử, chỉ là vừa lúc cùng bộ này thân thể trùng tên trùng họ thôi, hắn thân phận chân thật nhưng thật ra là hiện đại người xuyên việt. Lúc đầu vài ngày trước vẫn là 996 công ty xã xúc bị lão bản nghiền ép dạng sáng tăng ca, kết quả nằm sấp ở trên bàn làm việc híp mắt lập tức cảm giác không hiểu đến đến đại tân. Xuyên Việt liền xuyên qua đi, xuyên qua còn mẹ nó là con ông cháu cha ai nghiệp chướng a kiếp trước chịu đủ xã hội đánh đập hắn lần này chỉ muốn làm tục nhân vẩy nước mò cá nửa khắc đồng hồ về sau tiếng kèn tiếng trống đột nhiên vang lên bừng tỉnh chính tại mệt dã rời phùng tiêu một cỗ tượng trưng cho hoàng thất lễ nghi cao nhất chín ngựa ngồi xe chậm rãi bắt đầu tới tại mười mấy tên kim giáp cấm quân bảo vệ dưới nam nhân kia người mặc long bào đầu đội đế quan dẫm lên nô bộc độc đi xuống xe ngựa Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Không sai, nam nhân kia liền là hôm nay Thiên Hạ công chủ, tự xưng là công cao Tam hoàng, đức cái Ngũ Đế thủy hoàng đế, doanh chính. Tốt, 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 Vạn Tuế, Vạn Tuế, tranh thủ thời gian làm xong thả ta đi a, à, mẹ nó sáng sớm đem ta gọi qua liền vì điểm ấy thí sự, vây chết ân. Là ai? Người nào tại chẫm bên tai ồn áo? Doanh chính nhất thời lăng tại chỗ, chào mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía toàn triều văn võ, trợn mắt tròn xoe. Nhưng liếc nhìn chung quanh về sau, nhưng lại chưa phát hiện có cái gì dị thường, tất cả mọi người lấy nghi hoặc cùng sợ hãi ánh mắt nhìn xem hắn. Vừa rồi xác thực có người ở trong đầu hắn nói chuyện, nhưng đột nhiên lại không âm thanh, chẳng lẽ lại là xuất hiện ảo giác ta nói chính ra ngươi thất thần làm gì nhanh lên đến a còn muốn để cho ta quỳ bao lâu a t tương đương đầu gối đau quá lớn mật lại dám thúc giục chẫm. lần này doanh chính đã khẳng định tuyệt đối là có người đang nói chuyện với lại cái người này liền ẩn giấu ở trước mắt thần từ bên trong cái này người kết cục là ai đâu mông nghị không có khả năng lý tư hắn không có cái này gan phùng khứ tật không có đạo lý A, à, tính toán, vẫn là trước tế tự quan trọng. Chúng ái khanh bình thân đi, tạ ngô hoàng. Danh chính cầm trong tay đàn hương, hướng thương thiên cầu nguyện, nguyện thương thiên cầu phúc, phù hộ đại tần mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, đức thất tứ hải uy trấn khắp nơi. Vạn quốc lai triều ai u ta chính ra, đừng bái, bái đồ chơi kia có cái gì dùng. Bái nó có thể thu lũng chịu đủ chiến hòa tàn phá lục quốc dân tâm sao? Bái nó có thể tiêu diệt dục dịch ngũ quốc dư nghiệt sao? Bái nó làm cho đại tần cường thịnh sao? Cùng yêu cầu hư vô mờ mịt ông trời hỗ trợ còn không bằng yêu cầu chính mình đến thực tại, người lão hồ đồ chứng ông. Làm người thiếu niên xa lạ kia tiếng lòng vang lên lần nữa lúc doanh chính bị tức giận tới mức run rẩy Nhà ai tiểu hài tử tại phát ngôn bừa bãi? Vậy mà nói đến chẫm không phản bác được tức chết ta vậy tức chết ta vậy trẫm đường đường tần hoàng cư nhưng bị miệng còn hôi sữa con nít mắng lão hồ đồ trứng lẽ nào lại như vậy xem trẫm không đem ngươi bắt tới khụ khụ trẫm xem hôm nay chư khanh cũng mang riêng phần mình dưới gối con nối dõi nghĩ đến trong bọn họ tất nhiên có ta đại tần ngày sau chi giường cột ái khanh nhóm không ngại mang tiến lên đây để chẫm nhìn một cái, nếu là có văn thao vũ lược, cũng có thể phong một quan viên nửa chức, vừa vặn học hỏi kinh nghiệm. Nghe được doanh chính nói muốn phong quan viên, các đại thần hai mắt ứa ra kim quang, cũng đánh từ bản thân tính toán. Dù sao loại cơ hội này không nhiều, khó được bệ hạ lão nhân ra ông ta đưa ra muốn gặp bọn nhỏ, nếu như tự mình tiểu bối bị chọn chúng, sau này nhất định tiền đồ vô lượng A thế là cũng tranh nhau chen lấn lôi kéo con trai mình, xếp hàng đến cho doanh chính hành lễ. Khởi bẩm bệ hạ, đây là khuyển tử, thảo dân tham kiến bệ hạ. Rất nhanh, ở đây quan viên con nối dõi đã chiều bái hơn phân nửa, mà phùng ra bên này lại chậm chạp không có động tĩnh, thảo thảo thảo. Phiền chết, ta mẹ nó không muốn làm quan, ta đối quan viên không hứng thú, không nghĩ đến cổ đại còn muốn làm xã xúc người muốn phong quan viên ngươi liền trực tiếp phong cho bọn hắn a, à, còn làm phiền toái như vậy làm rớt. Có phải hay không ăn từ phúc tên vương bát đản kia luyện kim loại nặng đan dược ăn ngốc? Từ phúc ta xxx ngươi đại gia, ta nguyền rủa ngươi đánh địa chủ ba bốn năm sáu không có bảy, ăn mì ăn liền không có gói gia vị, đến chợ bán thức ăn mua thức ăn tất bị hàng rau tử siêu cấp gấp bội. Đóng ngoặc đơn, chậm nhẫn, chậm nhẫn, chờ chút hắn mới vừa nói từ phúc luyện đan dược là kêu cái gì kim loại nặng. Cái kia là vật gì? Đấu địa chủ, mì ăn liền, siêu cấp gấp bội, cái này chút lại là cái gì? Vì sao chậm chưa từng nghe nói qua? Dám mắng chậm là kẻ ngu. Đáng giận, chậm học phú ngũ xa, thế mà bị một cái không muốn phát triển người trẻ tuổi cho cải trang. Danh chính sắc mặt phiếm hồng, vừa tức vừa buồn bực, cực giống không có thấy qua việc đời quê nhà ba nhân khởi bẩm bệ hạ đó là con thứ phùng tiêu năm mười tám phùng khứ tật vừa mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng danh chính nói dứt lời quay đầu liền là xanh mặt nghịch tử còn không mau cút đi tới cho bệ hạ hành lễ cực không tình nguyện phùng tiêu đành phải cười tâu tuét miệng đi tới hướng danh chính cúi đầu chắp tay thở dài thảo dân gặp qua bệ hạ chúc bệ hạ ngủ ngon uống tốt ăn uống bình thường ai sinh hoạt bức bách chính ra ngươi làm liền cho ta mặt mũi để qua ta tuyệt đối đừng an bài cho ta cái gì việc phải làm ta quay đầu làm căn hoa tử cho ngươi hút được không danh chính hừ nguyên lai like ngươi là hữu tướng nhi tử có thể tính để chậm bắt được ngươi người khác chen phá ra đầu cũng muốn tại triều đình mưu việc phải làm ngươi thế mà như thế không muốn vào triều làm quan tin ngươi quỷ chậm ngược lại muốn xem xem ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì phụ thân ngươi chính là chậm dưới trướng lớn nhất tướng tài đắc lực bên trong, tục ngữ nói hổ phụ không khuyển tử, ngươi nếu là muốn kiến công lập nghiệp, chậm có thể cho ngươi một cơ hội. Danh chính lời nói này phùng tiêu không có nghe vào đến, ngược lại là phùng khứ tật đột nhiên phiến tình, ẩm ướt hốc mát. Nghĩ không ra chính mình tại bệ hạ tâm lý, cư nhiên như thế trọng yếu. Liền khuyển tử có bản lĩnh gì cũng không biết rõ, liền trực tiếp chuẩn bị cho quan viên làm. Ô ồ ồ tương đương bệ hạ long ân cuồn cuộn thần máu chảy đầu rơi suốt đời khó quên ta đến lão cha ngươi ngốc nha đừng vào chơi a à, chính ra tuy là thiên cổ nhất đế không sai nhưng thiên đạo luân hồi hắn cuối cùng vẫn là trốn bất quá một chữ chết mười mấy năm sau đại tần vậy đem hủy tại gian thần cùng hắn thật lớn mà trong tay thương hại ngươi đối doanh ra đối đại tần trung thành tuyệt đối kết quả là đâu lại vì cuối cùng cái kia một tia tôn nghiêm bị buộc tự sát không được kết thúc yên lành liên quan cửu tộc không người may mắn thoát khỏi mẫu thân hôn đại tần nước quá sâu người đem nắm không nổi a à, hồi bẩm bệ hạ thảo dân tự biết vô năng sợ không thể thắng nhậm chức tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh đại tần bắt đầu bị tổ long nghe lén suy nghĩ thiên ngôn quân nhiên cái này thái tử ngươi đến làm nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com đại tần bắt đầu bị tổ long nghe lén tiếng lòng cái này phá quan viên phá công danh lợi lộc mình không cần cũng được yên tâm đi lão cha chờ chính ra mấy năm sau quy thiên ta liền cuốn tiền mang theo ngươi cùng cả nhà cùng một chỗ chạy trốn người nếu là không nguyện ý cũng đừng trách ta cách ngươi mà đến cái gì trẫm chỉ còn lại có mấy năm dương thọ trẫm đánh xuống giang sơn thế mà lại hủy tại trẫm nhi tử cùng thần tử trong tay đại tần vậy cận tồn vài chục năm danh chính biểu lộ lập tức cứng ngắc khóe miệng hiếm thấy run rẩy nếu quả thật như hắn suy nghĩ cái kia trẫm há có thể ngồi yên không lý đến Bất quá nói đến, Trẫm Duy chỉ có chỉ có thể nghe thấy tâm hắn âm thanh, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật có cái gì thông thiên bản lĩnh? A, à, nghịch tử, ngươi sao dám chống đối bệ hạ, quỳ xuống cho ta. Bệ hạ, khuyển tử con tuổi nhỏ, lại chân không bước ra khỏi nhà chưa từng thấy qua việc đời, mong rằng bệ hạ tha thứ nó vô chi chi tội. Phùng khứ tật dọa đến đầu đầy mồ hôi, vội vàng cúi đầu hướng danh chính bồi tội, không thể nào không thể nào chính ra ngươi không lại bởi vì ta không muốn làm quan liền muốn chu ta cửu tộc đi. Tuyệt đối đừng xúc động. Không có cha ta cùng anh ta phùng kiếp, đại tân tối thiểu phải sớm vong 5 năm, năm, ngô, lùi xuống trước đi đi, doanh chính lấy lại tinh thần, vất tay ra hiệu không ngại. Thiên cổ nhất đế sao? Tốt thiên cổ nhất đế. Chưa từng nghĩ đem chậm mắng máu chó đầy đầu ngươi, đối chậm đánh giá cao như thế, tính toán tiểu tử ngươi có nhãn lực gặp kẻ này có chút ý tứ. Chính ra, nói thật không phải ta không muốn giúp ngươi, là ta thật không muốn lội đại tần cái này tranh vào vũng nước đục, cho nên yêu cầu ngươi nhanh lên xong việc mà đi. Ta thật đói a. À. Làm nhanh lên, làm nhanh lên, doanh chính, tốt, rất tốt. Chậm sớm không ăn cơm cũng không có la đói. Ngươi giá đỡ rất lớn a. À. Chậm mặt mũi cũng không cho. Hừ, chậm bắt ngươi không có cách, còn có thể cầm lão tử ngươi không có cách nào sao? mượn cơ hội này, vừa vặn đi thử một chút ngươi cái này tóc vàng tiểu nhi hư thực. Hôm nay nhìn thấy chư vị khanh gia con nối dõi, chậm lại nghĩ tới phù tô bọn họ, nói đến bọn họ niên kỳ cũng không nhỏ, mượn cơ hội này, ngay trước thiên công địa mẫu cùng liệt tổ liệt tông mặt. Chậm muốn nghe xem các vị liên quan tới lập thái tử ý kiến, nói đến đây chúng thần nhóm nhao nhao trâu đầu ghé tai ngươi nhìn ta ta xem ngươi sau đó đều đi theo phùng khứ tật trăm miệng một lời thét lên chúng thần nguyện đề cử công tử phù tô vì thái tử lập thái tử ứng lập trưởng tử danh chính sớm đoán được các đại thần sẽ nói như vậy bất quá đây không phải hắn muốn muốn câu trả lời bẩm bệ hạ thần coi là công tử phù tô ti rằng đọc đủ thứ thi thư tài đức vẹn toàn nhưng tính cách của hắn ấm khiêm dã tâm không đủ lại đề sướng nho ra nền chính trị nhân từ cùng ta đại tần quốc sách đọc đạo mà đi cho nên thần cả gan khuyên can bệ hạ khác chọn thái tử lý tư nói xong bịch một tiếng quỳ trên mặt đất quay đầu mắt nhìn phùng khứ tật ánh mắt mười phần đắc ý đại tần trọng pháp khinh nho đã thành kết cục đã định công tử phù tô chính kiến khắp nơi cùng bệ hạ trái ngược mà ngươi phùng lão quỷ thế mà dẫn đầu đề cử hắn làm thái tử cái này bẩm bệ hạ nhất định đối ngươi thất vọng cùng cực cùng lúc ta lý tư liền là hoàng đế bên người đệ nhất sủng thần lại cũng không có người cùng ta cướp đoạt bệ hạ hắc 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 tương đương ân tả tướng nói có lý ai phù tô đứa nhỏ này thật có chút lòng dạ đàn bạc cái kia hữu tướng ngươi lại là vì sao phù tô đâu danh chính đột nhiên đặt câu hỏi để phùng khứ thật bao nhiêu có chút xấu hổ vừa rồi chỉ lo nghe những quan viên khác nói khoác phù tô đâu có đâu có tốt cái gì lợi hại gì lại quên phù tô cùng bệ hạ sớm đã không hợp đã lâu a à cái này thần coi là, đỡ tô công tử chỉ là kinh nghiệm sống chưa nhiều, không rõ bệ hạ khổ tâm, nếu là dốc lòng bồi dưỡng khuyên bảo, cũng là làm thái tử không có hai nhân tuyển đi. Xong, ta đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn a à, phùng khứ tật bừng tỉnh đại ngộ, lại hối hận thì đã muộn. Nho ra tư tưởng sớm tại công tử phù tô trong đầu thâm căn cố đế, nhiều năm như vậy trải qua thái phó bao nhiêu dạy bảo cũng chưa từng cải biến nó dự tính ban đầu, ta thật sự là lão hồ đồ ha ha, tốt ngươi lý lão chó, chính mình xuẩn như đầu như heo, còn bày cha ta một đạo. Không lập phù tô lập ai vậy? Chính ra tổng cộng liền bốn, chẳng lẽ muốn lập công tử bột tương lư? Lập sẽ chỉ khóc sướt mướt công tử cao. Vẫn là lập hồ hợi phế vật kia điểm tâm xem đem ngươi cho có thể, vểnh lên đít cái đuôi cũng vảnh lên trên trời đến, nếu không ngươi nhận chính ra làm cha nuôi đi, cái này thái tử ngươi đến làm, lập ngươi, phóc tương đương. Hảo tiểu tử, nếu là Lý Tư biết rõ ngươi nói hắn như vậy, chỉ sợ được tại chỗ giận ngất đi. Danh chính suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy không đúng, tương lư bọn họ nói thế nào cũng là chậm nhi tử, đến tiểu tử ngươi miệng bên trong liền trở nên như thế không còn gì khác nó con của hắn cũng liền thôi, con ta hồ hợi tính cách quái đản, chăm chỉ khắc khổ, làm sao lại là phế phẩm. Người thật đúng là câu lên chậm lòng hiếu kỳ đâu. Cái kia, phùng ra con thứ đúng không? Đám người theo danh chính ánh mắt, hai mắt khóa chặt tại phùng tiêu trên thân. Phùng tiêu cắn chặt môi, biểu lộ giữ tợn, đầu có chút nghiêng qua một bên, không, ta không phải, ngươi nhận lầm người chính ra người liền coi ta là cái rắm, đem ta thả đi được không? sách đều nhìn ta làm gì? có cái gì tốt xem không gặp qua soái ca đóng ngoặc đơn người nói xem phù tô hắn có thích hợp hay không làm chậm thái tử a à cái này bẩm bệ hạ thần cảm thấy công tử phù tô hắn là người tốt người hỏi ta ta vậy không rõ ràng lắm a à. Ta chỉ biết là trừ phù tô bên ngoài không có càng lựa chọn tốt, người ta phù tô riêng có hiền danh, thâm thụ bách tính kính yêu. Về sau liền trần thắng ngô nghiễm khởi nghĩa cũng muốn đánh lấy hắn chiêu bài, với lại đơn thuần hắn chính trị tiềm lực cùng thấy xa, còn lại cái kia mấy cái vớ va vớ vẩn hẳn là không so được với đi. Dù sao tại ta cái kia, cho phù tô ban tam hảo học sinh năm thanh niên tốt là không thành vấn đề, rất tốt, hắn cùng chậm nghĩ đến một khối mà đi phù tô năng lực không thể nghi ngờ chỉ là không có gặp được cái hảo lão sư mà thôi bất quá danh chính lông mày nhíu chặt lại từ phùng tiêu tiếng lòng bên trong biết được tin tức trọng yếu nghe hẳn ý tứ này trần thắng ngô nghiễm khởi nghĩa chắc hẳn cũng là ta đại tần ngày sau sẽ phải gánh chịu kiếp số về phần tam hảo học sinh năm thanh niên tốt đáng giận trẫm vẫn là nghe không hiểu ha ha, phùng ra con thứ a, à, phùng ra con thứ, chậm đối ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, chậm minh bạch ngươi ý tứ, không sai trả lời. Danh chính cởi mở tiếng cười trong nháy mắt đánh vỡ trong sân xấu hổ không khí, dưới đài bách quan thấy tình thế lập tức bồi thiên tử cười to. Tuy nhiên chúng thần không hiểu có cái gì thật vui vẻ, nhưng ít ra vị kia vui vẻ, bọn họ liền cũng sẽ không gặp nạn. Lý Tư bệ hạ có phải hay không cái nào không thoải mái hắn phùng ra cha con biết rõ công tử phù tô cùng ngài không hợp nhau còn như thế nói ngài vì sao không giáng tội tại bọn hắn a à, phùng lão quỷ người đến cùng cho bệ hạ rót cái gì thuốc mê hắn cái này đều có thể tha các ngươi còn long nhan cực kỳ vui mừng lý tư nháy nháy mắt chăm mối vẫn không có cách giải tức giận đến lỗ mũi lớn lên đầu nghiêng qua một bên cực giống ngạo kiêu tiểu cô nương Phùng Khứ Tật cũng là ức mặt mộng bức, nghịch tử cứ như vậy không hiểu thấu bị bệ hạ khen. Còn không có chậm tới chẳng lẽ là bệ hạ rốt cục cảm thấy Lý Tư quá tự tin cuồng vọng, chuyển mà đối với ta yêu ái có thừa. Tốt, ái khanh nhóm ý nguyện chậm đã biết, đã phù tô là trưởng tử, lại chưa hề có qua hại nước ương dân tiến hành, cái kia trước liền lập hắn làm thái tử đi, không? Đây không phải thật bệ hạ ngày sau có thể bởi vì bọn hắn phùng ra quan viên mà nhiều, liền lập phản đối với mình phù tô vì thái tử đâu. Mà ta câu câu phế phủ, chữ chữ đúng chỗ, lại không chiếm được ngài nửa điểm tán dương, ngài không yêu ta sao bệ hạ. Sau đó, doanh chính xuống đài cùng phùng khứ tật tú ân ái, cái này sóng thao tác để lý tư trực tiếp nước mắt mục đích bình giấm chua bị đánh lật như thế chua cười cười liền phải đúng chỗ chính ra cũng đừng nhắc lại để cho ta làm quan sự tình về phần vấn đề khác là huynh đệ cũng đừng tới tìm ta cái gì trẫm đem ngươi làm thần tử ngươi lại muốn cùng trẫm làm huynh đệ danh chính sờ sờ sợi dâu như có điều suy nghĩ ngươi không muốn làm quan trẫm càng muốn để ngươi làm người sinh là đại tần người chết là đại tần quỷ muốn chạy người nghĩ hay lắm các ngươi phùng ra đều phải vì trẫm hiệu lực hữu tướng nghe chỉ, từ hôm nay trở đi, phòng phùng tiêu vì văn nguyên tham sự, về ngươi quản hạt, chẫm mệt, về trước cung. Tuân chỉ, lão thần thay khuyển tử tạ bệ hạ Long Ân, khuyển tử từ, từ làm vạn tử bất tử, cung tiễn bệ hạ. Đợi doanh chính đi xa về sau, trừ lý tư phất tay áo rời đi bên ngoài, còn lại đại tiểu quan viên đều là bốn phía nịnh nọt, một cái sau so một cái nói dễ nghe. Phùng khứ tật vậy hưởng thụ tại tiếng tân bốc bên trong, cười đến không ngậm miệng được mà phùng tiêu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Đại tần, bắt đầu bị tổ long nghe lén suy nghĩ thiên ngôn quân nhiên nam nhân miệng gạt người quỷ. Nghe chọn bộ tại mê audio.com Đại tần, bắt đầu bị tổ long nghe lén tiếng lòng hôm sau buổi trưa phùng phủ hậu hoa viên ước chừng có 30 tên khinh công thuần thuộc võ lâm cao thủ ẩn giấu ở trong viện các nơi, quan sát đến chung quanh hết thảy. Từ nóc phòng, cho tới trong nước, xuất quỷ nhập thần trừ thủy hoàng đế bên ngoài, không có người biết bọn họ dáng dấp ra sao, là lai lịch thế nào. Mà bọn này mang theo mặt nạ hắc bào dũng sĩ, có cộng đồng tên. Ẩn Long Vệ hai trung niên nam nhân tại trong lương đình, đã khai triển một canh giờ quân cờ đánh cờ, nhưng vẫn không phân ra thắng bại. Song phương lạc tử cũng phi thường chậm chạp, mỗi một bước đều muốn nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới yên tâm ra tay, cam. Có hết hay không hai người các ngươi? Tà Trần cũng đứng tê dại chính ra ngươi thật giống như là có kia là cái gì bệnh nặng ngươi đợi tại hoàng cung nằm tại mỹ nhân trong ngực nó không thơm a à. mù mấy cái tìm ta nhà đến dưới cái gì cờ a à. đi ra ngoài còn mang nhiều như vậy bảo tiêu nhìn chằm chằm cách ăn mặc cùng quỷ giống như mẹ nó làm ta sợ cảm giác cũng ngủ không được bảo tiêu đó là cái gì ngươi chỉ là ẩn long vệ a à. lần sau nhiều lời mấy cái chậm có thể nghe hiểu từ mà khụ khụ làm sao trẫm thông suốt thiên hạ không trở ngại đến nhà ngươi ngồi sẽ mà đều không đến được nghe được phùng tiêu đậu đen rau muống âm thanh doanh chính không còn khí buồn bực ngược lại là sắc mặt có chút phiếm hồng trẫm liền là đến trộm không tới nghe ngươi ý kiến có gì không ổn đúng không có gì không ổn thiên hạ này đều là trẫm ngươi cũng thuộc về trẫm danh chính càng nghĩ càng lẽ thẳng khí hùng phùng tiêu thân là thần tử liền nên vì chính mình hiệu lực a tiêu nhi ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện nhanh đến nhà bếp cho bệ hạ bưng bình rượu ngon cùng danh chính ở chung nhiều năm phùng khứ tật liếc mắt liền nhìn ra đến hắn tâm sự nặng nề tâm tình không thích hợp vài chục năm chưa hề gặp qua bệ hạ sắc mặt khó coi như vậy qua là thật là có chút đáng sợ chúng ta trong phủ rõ ràng có mấy trăm cái hạ nhân vì sao không phải để cho ta đến người thật đúng là ta cha hắn liền tại cái này ngồi lại không có làm gì còn để cho ta bồi tiếp hầu hạ uống rượu uống chết hắn được đóng ngoặc đơn tốt a à, tốt a à cha ngươi cùng lý tư bọn họ muốn nịnh bợ nịnh nọt chậm cũng đến không kịp mà cơ hội tốt như vậy, để ngươi ngược lại rượu ngươi lại như thế tâm không cam tình không nguyện. Liền thân vì thiên hạ chúa tể chẫm cũng không xứng để ngươi hầu hạ. Ha ha, không cần, chẫm không tâm tư. Ấy cái này mới đúng mà chính ra, rượu đồ chơi kia không có gì tốt uống, một cỗ mùi khai, còn tổn thương thân thể, nếu ngươi tại phùng phủ uống xảy ra chuyện gì, nhà chúng ta nhưng đảm đương không nổi. Đóng ngoặc đơn, danh chính. Lời trẻ con tiểu nhi, chậm xử lý không ngươi, liền bắt ngươi tra xuất khí. Khứ tật a, à, chậm lần này tự mình tìm ngươi, nhưng thật ra là vì cùng ngươi thương lượng quốc sự. Nghĩ tới ta ương ương đại tần thống nhất lục quốc thổ địa, nhưng không có thống nhất lục quốc tâm, bây giờ dân gian oán thanh nổi lên bốn phía, rất nhiều bách tính mắng chậm là bạo quân ngũ quốc dư nghiệt thừa cơ từ đó làm loạn, các nơi quan viên lá mặt lá trái, chậm ngày nhớ đêm mong, như cũ không nghĩ ra như thế nào mới có thể để thiên hạ chính thức đế vị, cho nên. Đến hỏi một chút ngươi có hay không lương sách, vừa dứt lời, doanh chính liền biểu hiện ra một bộ chờ mong bộ dáng, phùng khứ tật lập tức hoảng, chàng diện hơi có vẻ xấu hổ bệ hạ ngài thoáng một cái đem trời trò chuyện chết để thần thế nào hướng xuống tiếp a à, thần nếu là có cái gì diệu kế đã sớm chủ động hiến cho ngài nơi nào sẽ che giấu còn nữa nói như thế khó mà giải quyết vấn đề ngài chạy tới hỏi thần một cái người tốt xấu trước đó để thần chuẩn bị một chút ấp ủ ấp ủ bẩm bệ hạ thần coi là có thể phái trong triều năng thần tiến về các nơi trấn an dân tâm cùng giám sát quan viên dần già cái kia chút ngu dân tư tưởng liền sẽ khai hóa địa phương quan viên cũng không dám lại đi đại nghịch bất đạo tiến hành về phần ngũ quốc tàn dư thế lực tự nhiên là không có cơ hội có thể thừa dịp phùng khứ tật lần này ngôn luận để doanh chính hơi thoải mái chút dạng này phương pháp chưa chắc không đáng thử một lần với lại nghe vậy có như vậy mấy phần đạo lý một mũi tên chúng ba con chim như thế rất tốt hữu tướng người có thể nói đến chậm tâm khảm mà bên trong đến qua thời gian qua đi mấy tháng bệ hạ rốt cục lần nữa tán đồng ta suy nghĩ thật vui vẻ rất cảm động Lý Tư cái kia lão cẩu chiếm lấy bệ hạ lâu như vậy, cũng nên chuyển chuyển ổ ta phùng khứ tật, hiện tại liền phải đem bệ hạ cướp về, một khắc cũng không muốn nhiều chờ ân. Hai người cũng đừng tại cái kia tất tất, có thể hay không nhanh lên đem bàn cờ này dưới xong, để chính ra đi nhanh lên, ai thua ai thắng không quan trọng a à, ai, thật nhàm chán. Thật thật nhàm chán, ân. Danh chính quay đầu nhìn xem Phùng Tiêu phát hiện hắn chính đang chơi móng tay, hai mắt du hí cách tâm tư căn bản không ở chỗ này chỗ. Đi em đi, ngươi lại nhìn ta làm gì? Trên mặt ta viết chữ gì sao? À tương đương, ta cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực cá ướp muối bản sắc biểu diễn cũng có thể làm cho chính ra chú ý tới. Đóng ngoặc đơn, rất tốt. Hiện tại cha ngươi vừa nói xong cái kia chậm tìm tới ngươi không cần lý do chứ? Ngươi thân là đại tần mệnh quan triều đình, chậm cha hỏi ngươi không tính quá phận đi. Danh chính đột nhiên lực lượng mười phần nếu là chậm yêu cầu, đó là đương nhiên không thể cảm giác đến quá phận. Ha ha, xem phùng tham sự một mực không nói gì lời nói, chẳng lẽ lại là có cái gì tốt hơn đề nghị? A à, a, à, bệ hạ ta không phải đâu chính ra, lão tử thật sự nằm vậy chúng đạn. Ta không có kiến nghị gì a, à, chẳng phải điểm này phá sự mà sao? từ không biết giải quyết phá sự mà. Tự mình giải quyết, đối danh chính tới nói, Phùng Tiêu liên tục hỏi lại thương tổn không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Để chậm đến xem, người cái này không tốt chi tử, đến cùng là dựa vào cái gì dám ở trong lòng mạo phạm chậm. Đơn giản liền là thành lập trung ương tập quyền chế độ, trung ương thiết lập tam công cửu khanh, địa phương phế phân đất phong hầu, việc lớn quận huyện, sau đó thư đồng văn, xa đồng quỹ thống nhất đo lường nha, không có a, à, người đầy nghĩ mãi mà không rõ. Áo còn có, lão sư từng nói qua, nếu như Tần Triều không chỉ muốn lấy cách dùng mà đẩy ra được ngoại nho nội pháp vừa đấm vừa xoa lời nói, nói không chừng có thể muộn mấy năm lại diệt quốc. Bất quá cái này chút ta đều biết, nhưng ta chính là không nói, chính là muốn để ngươi cảm thấy ta là cái phế vật ấy, liền là chơi bệ hạ cái kia tha thứ thần ngu dốt thần không biết nên như thế nào giải quyết không có tốt hơn đề nghị hoa tương đương giờ này khác này phùng tiêu tiếng lòng tại doanh chính trong đầu quanh quẩn thật lâu không thể tán đến như là thung lũng truyền vang dư âm lượn lờ bất tuyệt như lũ trung ương tập quyền thư đồng văn xa đồng quỹ thống nhất đo lường ngoại nho nội pháp đại thần trong triều phân công rõ ràng chi tiết, địa phương quan viên từ chẫm trực đãi tại chẫm, nhìn như quyền lực phân tán, kỳ thực cũng nắm giữ tại chẫm trong tay. Lại cho dân chúng không cách nào bị cự tuyệt tên tuổi, dùng sức mạnh liệt quy trúc cảm đem thiên hạ bách tính tất cả đều buộc chung một chỗ, bọn họ muốn tạo phản vậy danh bất chính, ngôn bất thuận. Như thế, thiên hạ quy nhất, ta đại tần có thể mở vạn thế chi thái bình nhìn thấy danh chính biểu lộ ngốc trệ, con mắt chừng lớn, phùng khứ tật lắc đầu trả lời như vậy, muốn có chút ít ngữ vậy khó a. À. Đoán chừng bệ hạ là đúng nghịch tử thất vọng đi. Bất quá bệ hạ như vậy thôi, hắn quan viên cũng tốt, tránh khỏi hắn lại cho ta dẫn xuất cái gì họa đến. Bệ hạ đã khuyển tử như thế vô năng, không bằng ngài liền rút lui hắn trước để năng giả cư chi vô năng hắn nha có thể rất ngươi bị con của ngươi cho lừa gạt, phùng khứ tật. Phế phẩm, ngu dốt, không biết, diễn, ngươi tiếp lấy diễn hốt du, ngươi tiếp lấy hốt du. Sư phụ ngươi kết cục lại là thần thánh phương nào? Thế mà có thể muốn ra lấy nho học vì áo ngoài, để phép tắc cam đoan thống trị phương pháp, khiến cho cả hai dung hợp, lấy thừa bù thiếu. Làm phức tạp chậm mấy năm lựa chọn nan đề, liền bị hắn một cái ngoại nho nội pháp cho phá giải. Danh chính kiềm chế không nổi chính mình kích động tâm tình, không nghĩ tới nghe lén người khác tiếng lòng là một kiện như thế thoải mái sự tình. Khá lắm phùng tiêu, đây chính là ngươi dám đậu đen rau muống chậm thực lực sao? Giấu kỹ thật là đủ sâu, ngươi cho rằng chậm còn sẽ tin tưởng trong miệng ngươi lời nói dối. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Đại Tần, bắt đầu bị Tổ Long nghe lén suy nghĩ thiên ngôn quân nhiên chính ra hảo tiện, bị chửi vẫn yêu nghe. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Đại Tần, bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Doanh chính tâm tình hơi bình phục lại về sau, mỉm cười ra hiệu phùng khứ tật tiếp tục đánh cờ. Phùng tiêu suy nghĩ, rung động về rung động, nhưng chẫm vẫn trong lòng còn có nghi hoặc thư đồng văn, là thống nhất văn tự vì tần chữ tiểu triện, cái này chậm biết rõ, cái kia xa đồng quỹ. Lại nên như thế nào quy định quỹ đạo đâu? Còn có tam công chẫm có cửu khanh là cái nào cửu khanh? Tóm lại hết thảy đều phải hiểu rõ mới được bằng không phí công nghe gia phụ nói rất đúng, vì thần tài sơ học thiền, tuy có tâm vì bệ hạ hiệu lực, nhưng vẫn là đức không xứng vị, đành phải kiếp sau lại vì đại tần cúi đầu, tận tụy chết thì mới dừng, ai, đáng tiếc a à. Phùng tiêu gật gù đắc ý, toàn thân cao thấp không không lộ ra ra tiếc nuối khí tức, giống như là tại nói cho doanh chính, thần thật sự là rác rưởi bệ hạ đừng làm khó dễ rác rưởi rác rưởi muốn nằm ngửa làm đầu cá ướp muối ta cũng nói như vậy van cầu ngươi chính ra đem ta trước rút lui đi có chuyện tìm cha ta tìm lý tư cũng được liền là đừng tới tìm ta ok chẳng lẽ là ta diễn không giống không đúng ngoại nhân đều nói ta là liều cha liều ca bên trên phế tử làm sao đến ngươi cái này cùng bảo nhi giống như yêu thích không buông tay đâu a à cái gì cái gì ca có ý tứ gì nói cái gì tiếng chim tức giận tức giận a, à, chậm như thế coi trọng ngươi, ngươi lại nhiều lần từ chối muốn xa cách quan trường, giống như cái này đại tần cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, nhà ngươi không tại đại tần sao? người ăn không phải đại tần lương thực mà không phải đại tần vải vóc. đáng giận nhất là cái này phùng tiêu, rõ ràng có đại tài vẫn còn phải làm bộ chính mình cái gì cũng đều không hiểu, người vật vô hại bộ dáng tài sơ học thiền. Cái kia toàn triều văn võ ở trước mặt ngươi chẳng phải là giống không có đọc qua sách ba tuổi tiểu hài tử. Trong mắt ngươi, chậm có phải hay không vậy nhiều lắm là tính toán nửa mù chữ. Có thể, ngươi có thể a, à, khí tiệt chậm vậy. Ân, Phùng Tham sự nếu đều nói như thế, cái kia chậm liền hỏi nhiều ngươi mấy vấn đề, lại xem ngươi trả lời như thế nào làm tiếp định đoạt. Tỉnh táo, chậm là thiên tử, chậm phải tỉnh táo, chậm không còn gì để mất hình dáng doanh chính sắc mặt đỏ lên, không muốn ngẩng đầu nhìn thẳng Phùng Tiêu không nghĩ tới chẫm đường đường Tần Thủy Hoàng, cư nhiên như thế chật vật. Cần giống làm tặc một dạng, nói bóng nói gió hỏi thần tử ý kiến, tâm tính thiện lương mệt mỏi, đậu phộng. Hỏi một chút hỏi, còn có hết hay không? Chính ra a, à, xuất ra ngươi Tần Vương quét ngang trên trời dưới đất mưu lược đến, không muốn lão là dựa vào người khác sớm biết ta hôm nay liền nên rời đi hàm dương thành, chạy đến vùng ngoại ô đến hóng gió vậy so tại cái này làm đứng đấy đau lưng mạnh, thật sự là sai. Đóng ngoặc đơn, tuân chỉ, thần nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy tương đương, tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này chậm tất nhiên chỉ nghe ngươi tiếng lòng, không nghe từ ngươi trong mồm chó phun ra đồ vật như thế rất tốt trẫm gần nhất ngẫm lại bởi vì lúc trước lục quốc quan đạo rộng hẹp không đồng nhất xe ngựa lớn nhỏ khác biệt dẫn đến các nơi tiền tài cùng vật phẩm lui tới khó khăn đã ảnh hưởng nghiêm trọng ta đại tần phồn vinh sinh kế cho nên trẫm muốn thống nhất xa quỹ để đại tần cảnh nội sở hữu đường rộng bằng nhau nhưng nó hao phí nhân lực vật lực tài lực quá to lớn ngươi cảm thấy trẫm nên làm như thế nào có thể giảm bớt quốc khố chi tiêu cùng các mặt tổn thất phương pháp này cao minh doanh chính đặt câu hỏi xong phùng khứ tật trực tiếp sững sờ cả tay cũng trên bàn cờ treo một hồi lâu mà bệ hạ vậy mà nghĩ đến dùng cùng xa quỹ biện pháp thôi động đại tần các nơi dân sinh phát triển thần thật sự là bội phục bội phục a à, giờ khắc này phùng tiêu cũng có chút không nghĩ ra dựa theo thời gian, chính ra hắn không có khả năng sớm như vậy liền nghĩ đến xa đồng quỹ A, mẹ, cái này thủy hoàng đế không theo phương pháp ra bài. Thảo, vừa lên đến liền hỏi khó như vậy vấn đề, nhưng ta nhớ được cùng quỹ không phải đồng đạo đường, là cùng xe ngựa A, không sai, liền là cùng xe ngựa ngươi kẻ ngu này. Hoa hạ thổ địa diện tích lãnh thổ bao la, lớn nhỏ đường nhiều vô số kể, chờ thống nhất lại, đại tần sớm mẹ nó vong. Bất quá quy định xe ngựa độ rộng là vài thước tới. Nãy nãy, phiền nhất nhớ số lượng. Đóng ngoặc đơn, Phùng Tiêu Nhãn châu xoay động, động lên ý đồ xấu, nói ra: "Bẩm bệ hạ, cái này thần coi là có thể nhất định phải 10 thước 8 thước, tốt biểu dương ta đại tần quốc lực cường thịnh, hướng người đời chứng minh, bệ hạ phóng khoáng đại khí, không kém điểm này tiền." "5 thước, 6 thước" năm thước hẹp điểm, giống như là sáu thước đi, mã. Yêu vài thước vài thước, liên quan ta cái giám, ta lại không thường thường ngồi xe ngựa đi xa nhà, doanh chính. Xe ngựa rộng bằng nhau. Chẫm làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chỉ cần ban bố luật lệnh, cưỡng ép quy định xe ngựa hai cái trục bánh xe ở giữa khoảng cách liền có thể đạt tới xa đồng quỹ mục đích cùng lúc, vậy bớt đến số lớn tráng đinh, còn có cho quyền các nơi quan viên tiền, thậm chí cũng không cần triều đình tốn nhiều khổ tâm, thiên hạ lui tới đều là rộng bằng nhau. Căn bản không cần lo lắng chen chúc hoặc là không cách nào thông hành, với lại ta đại tần dịch trạm thiết trí khoảng cách cũng là không sai biệt lắm là trăm dặm Vừa vạn trưởng thành tuấn mã mỗi ngày có thể kéo động sáu thước bao quát khung xe, bình thường hành tàu trăm dặm phùng tiêu a à, phùng tiêu cho dù ngươi mắng chẫm ngu ngốc đem chẫm tức giận đến tê cả ra đầu dù cho ngươi nói cái gì phương pháp cái gì ra bài chẫm một cái cũng nghe không hiểu nhưng chẫm vẫn là không dừng được muốn nghe lén ngươi a à, làm sao bây giờ tiếp tục đi doanh chính nội tâm cuồng hỉ lại ra vẻ thận trọng mây trôi nước chảy nói ngô lời nói cầu thả lý không cầu thả vẫn là có như vậy điểm đạo lý Chấm vừa thừa dịp ngươi suy nghĩ trả lời thời khắc, lại nghĩ tới một sự kiện, bây giờ, chấm trên triều đình sắp đặt thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu ba trước, tên là Tam Công, nhưng quốc sự bận rộn. Chỉ dựa vào ba vị khanh gia xử lý chỉ sợ không đủ, cho nên, chấm muốn lại tăng thêm 89 vị trọng thần đến phụ chính, nếu như ngươi là chấm, ngươi sẽ như thế nào phân công? trước có tam công, sau có cửu khanh tầng tầng quản hạt, quan quan kiềm chế bệ hạ, tuy nhiên ngài cử động lần này là thiên cổ minh quân có thể nghĩ đến cách làm, nhưng là thần làm còn chưa đủ được không? Vừa từ lý tư cái kia thanh ngài cướp tới, thật vất vả nhìn thấy điểm hy vọng, ngài lại muốn tìm mấy cái cá nhân đến cùng thần tranh. Phùng khứ tật tội nghiệp mà nhìn xem danh chính, khóe mắt ướt át, giống thụ thiên đại ủy khuất mà doanh chính đắm chìm ở lắng nghe căn bản cũng không có chú ý tới hắn biểu tình biến hóa cai a à tương đương tại sao lại để ngươi cho đợi cơ hội nha cái này sóng không có khe hở dính liền là thật lợi hại còn như vậy dưới đến lười biếng dùng mánh lới không đùa thành liền muốn trước bị ngươi cho phiền chết đóng ngoặc đơn Bệ hạ, thần cảm thấy, tìm mấy cái năng thần, cùng tại tam công phía sau cái mông giúp đỡ chút là được, chính ra ngươi hôm nay là đầu não phong bạo sao. Vẫn là bị ta xoái đến, tâm tình vui vẻ linh cảm bạo giáp. Thế mà liên tục nghĩ đến xa đồng quỹ cùng cửu khanh, khi dễ ta chỉ nhớ không tốt. Lão tử sư phụ thế nhưng là tư mã thiên. Người không phải liền là đang nói cửu khanh a à, ta hiện tại liền lặng yên đọc một lần phụng thường trưởng tông miếu lễ nghi lang trung lệnh trưởng cung điện dịch môn hộ vệ úy trưởng cửa cung vệ đóng quân thái bộc trưởng dư ngựa đình úy trưởng hình tích điển khách trưởng chư quy nghĩa man di tông chính trưởng thân thuộc trì túc nội sử trưởng cốc còn có đối còn có thiếu phủ trưởng sơn hải ao trạch chi thuế cấp cho trung nuôi nếu ta đem cái này chút nói ngươi nghe, lên làm ngự sử đại phu cũng là nhiều thủy sự, bất quá ta không hứng thú, ai bảo ta chỉ muốn lặn xuống nước không muốn nổi lên đâu, danh chính. Cho chậm tiếp tục, đừng có ngừng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Đại tần bắt đầu bị tổ long nghe lén suy nghĩ thiên ngôn quân nhiên tư mã thiên là người phương nào. Tùy đường ở đâu, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đại tần, bắt đầu bị tổ long nghe lén tiếng lòng. Phụng thường, vệ úy, thiếu phủ, trưởng tông miếu lễ nghi, trưởng chư quy nghĩa man di, trưởng thân thuộc, trưởng cốc. Có cái này chút thiết lập, không chỉ có thể giải quyết đại tần quan viên quyền lực và trách nhiệm xung đột, cũng có thể đem cái kia chút tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Suốt ngày ăn khoảng không hướng người đá ra đến, nếu là áp dụng, triều đình từ xa xưa tới nay phồn chính, nhũng chính, lười chính sẽ nhận được cải thiện cực lớn. Phức tạp như vậy cửu khanh hệ thống, rõ ràng chi tiết phân công hắn là như thế nào làm đến một hơi toàn ở trong lòng nói ra. Phùng Tiêu, ngươi chạy không? Tư Mã Thiên, chậm vậy nhớ kỹ tên ngươi. Cha, cho chậm cha. Danh chính làm thủ thế, một cái ẩn long vệ không biết từ chỗ nào đầu tường bay xuống, trong nháy mắt đi vào đình nghỉ mát. Vì không lộ hãm, danh chính tận lực áp vào ẩn long vệ bên tai, nói khẽ. Các ngươi giúp chậm tìm một cái tên là Tư Mã Thiên Người, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn đưa đến chậm bên người, tuân chỉ tên kia ẩn long về ôm quyền sau lấy khinh công rời đi, ngay tiếp theo trong nội viện mấy cái hắc ảnh đi theo phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Vô luận cái này tư mã thiên người ở chỗ nào, chân trời góc biển, đào sâu ba thước, chỉ cần còn sống, nhất định phải tới vì chậm cống hiến sức lực. Nếu là tìm không thấy, vậy tuyệt không thể để hắn rơi vào phản tần trong tay tặc nhân, tuyệt đối không thể. Bệ hạ, làm sao? Chẳng lẽ là có thích khách sao? Phùng khứ tật lập tức đứng dậy, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Không sao, chẳng chỉ là giao phó chút chuyện, không cần khẩn trương, chúng ta tiếp lấy đánh cờ, vâng. Phùng khứ tật lúc này mới thở phào, muốn thật có thích khách xuất hiện tại phùng phủ, ta cả phùng ra cũng thoát không hiểm nghi. Ngẫm lại liền sợ hãi, a a a a a, còn mẹ nó dưới, ván cờ này nhanh xuống đến trời tối còn không có dưới xong thật thống khổ tại nhà mình cũng qua không thoải mái các người đánh cờ không cảm thấy nhàm chán ta một cái quan kỳ đều nhanh sụp đổ phùng tiêu xoa xoa chân dựa vào tại trên trụ đá dẫy dụa lấy chi lăng khởi thân thể ân phùng tham sự ngươi trả lời cũng không hề tưởng tượng bết bát như vậy là ngươi quá khiêm tốn chậm nơi này còn sự kiện chưa xử lý không bằng liền một đạo nói ra hỏi một chút ngươi suy nghĩ Ngươi là người trẻ tuổi, ý tưởng nhiều, văn cầu ngươi đừng hỏi, hỏi ta. Cũng là nói mò, liền không thể hỏi một chút cha ta sao? Hắn dù sao cũng là thừa tướng, ngươi để cho ta cướp ta cha danh tiếng, không tốt lắm đâu, ha ha chậm đương nhiên biết rõ ngươi tại nói mò, nhưng trong lòng ngươi lời nói cũng sẽ không gạt ngươi. Danh chính lạnh hừ một tiếng đối mặt chậm, cha ngươi cũng không dám hai mặt đậu đen rau muống chậm thời điểm, vậy không gặp tiểu tử ngươi miệng dưới lưu tính. Chậm xưa này ái tài, xem nó như chân bảo, tầng bố cáo thiên hạ chiêu nạp nhân kiệt, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, đám sĩ tử cũng nghĩ lầm chậm thị sát thành tính, lạm dụng khắc nghiệt hình phạt. Ngu ngốc vô đạo, đối với việc này, ngươi nhưng có diệu kế, ách, người đời đều là mắng ngươi là bạo quân, điểm ấy chính ra ngươi ngược lại là bị oan uổng, thông báo tuyển dụng. Cái này còn không dễ làm A, à, muốn để những sĩ tử kia phục ngươi, ngươi có thể học một ít tùy chiều như thế, mở khoa cử A. À học một ít đường chiều thiết lập hàn lâm viện làm điện thử cái gì thì bọn họ văn tài vũ lược thì bọn họ âm luật giáng múa cho sở hữu thư sinh một mục tiêu để bọn hắn cảm thấy rất khó để bọn hắn ảo tưởng chính mình vậy có khả năng tức cá vượt long môn cuối cùng lại đem công danh lợi lộc phân cho bọn hắn cũng không được nhưng ta tại sao phải nói cho người biết ta chững chặc đàng hoàng nói vớ nói vẩn không thoải mái sao khụ khụ thần coi là bệ hạ có thể đem những sĩ tử kia tập trung lại buộc bọn họ tham gia chính trị nếu có không phục liền giết gà dọa khỉ cùng lúc khắp thiên hạ năng nhân dị sĩ liền không ai dám chống lại ngài ý chỉ giết đi cũng giết đi đừng làm cái này chút giết liền không có trạng nguyên bảng nhãn thám hoa ba khôi thủ câu chuyện vậy không cần đến mở cái gì phong kiến tối cao học phủ quốc tử giám cho nên nói chính ra giết bớt việc mà doanh chính ha ha không nghĩ tới đi trẫm toàn nghe thấy mở khoa cử hàn lâm viện thi đình còn có trạng nguyên bảng nhãn thám hoa quốc tử giám cái này chút trẫm cũng đều biết đặc sắc vô cùng đặc sắc từ lúc vừa ra đời liền cho sĩ tử trải ra một con đường vậy đánh vỡ quý tộc quan viên lũng đoạn con kế thừa chức của cha không công bằng cục diện Phương pháp này không chỉ có thể thay chậm tuyển ra ưu tú sĩ tử, còn có thể ổn định giang sơn xã tác tăng tiến đại tần quốc lực, dương ta đại tần quốc uy. Cái này chút, đều là chậm tha thiết ước mơ. Chờ ngày mai yến hội triệu tập đại thần, chậm liền bắt đầu phân công nhiệm vụ. Phùng tiêu, người quả nhiên có thể cho chậm mang đến vô hạn kinh hỉ, đại tần có ngươi, là chậm phúc khí A, ngô. Đáng giá chú ý là, hắn vừa rồi nâng lên tùy chiều cùng đường chiều không nghĩ tới cái này trong thiên hạ thế mà còn có chẫm không biết quốc độ. Đồng thời bọn họ còn có thể trước hết nghĩ ra cũng thực hành trở lên đủ loại thần nhất quốc sách. Không được, chẫm không cho phép còn có còn lại có thể uy hiếp được đại tần thế lực tồn tại. Quay đầu nhất định phải làm cho người cha rõ ràng, tìm tới cả hai cái thế lực nơi ở, hoặc là phục tùng, hoặc là hủy diệt. Doanh chính ánh mắt như đuốc để lộ ra một cỗ sát ý, giờ phút này hắn vô cùng kiên định, thế tất yếu chế tạo ra công vô bất khắc đại tần đế quốc. Người a à ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến, bệ hạ. Phùng Khứ Tật cảm thấy Doanh Chính phảng phất biến cá nhân trở nên càng lão luyện hơn, càng kiên nghị. Khó nói đều là bởi vì nghịch tử nói những lời kia lão phu có thể là nên nghiêm túc hiểu biết hiểu biết, ngày bình thường cái này nhìn sẽ chỉ ham hưởng thụ nhi tử, ta dựa vào. Không giết, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Lãng phí ta biểu lộ, tê. Ta giống như là có chút bị nhàm chán choáng váng đầu óc, những sĩ tử kia cùng ta không có thâm cừu đại hận gì, ta xác thực không nên nói muốn giết bọn hắn, thật xin lỗi, ta sai. Đóng ngoặc đơn phùng tiêu ngẩng đầu nhìn trời làm ra một bộ cầu nguyện bộ dáng mặt lộ vẻ áy náy a à tính toán tiểu tử ngươi còn có chút nhân tính còn biết không có thể lạm sát kẻ vô tội a à. nghe được phùng tiêu sám hối về sau doanh chính biểu lộ để lộ ra một tia vui mừng đăng tương đương một viên cuối cùng quân cờ cùng bàn cờ sinh ra thanh thúy tiếng va chạm làm tỉnh lại nằm ngáy o o phùng tiêu chật chật dưới song bệ hạ là thần thua chúc mừng bệ hạ danh chính một bên sờ ria mép một bên xích lại gần bàn cờ nhìn xem cười to nói ha ha khứ tật a à, ta cùng ngươi dưới 5 năm cờ rốt cục thắng ngươi một thanh rất lâu không thấy được bệ hạ vui vẻ như vậy qua thanh này thua cũng đáng a à, phùng khứ tật chắp tay hành lễ sau đó cũng cười nói ha 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 trước đó đều là bệ hạ để cho thần thần có thể may mắn chiến thắng hôm nay bệ hạ lộ ra chân thực tài đánh cờ lấy là cao siêu lão thần cam bái hạ phong đến lúc nào rồi còn tại lẫn nhau thổi phồng. các ngươi tốt ấu trĩ a à, thổi liền thổi a à, cái này còn có cá nhân đâu đã không nhìn ta vậy ta đi ân vậy ta đi xú tiểu tử tỉnh ngủ lại đặt cái này tiếp lấy đậu đen rau muống đã thời điểm không còn sớm cái kia mỏi mệt một ngày danh chính vậy so sánh quyện đãi muốn sớm một chút hồi cung nghỉ ngơi vu hồ tương đương đi thôi đi thôi ta cũng phải tranh thủ thời gian trở về phòng tìm ta lung lay bảo bối nằm tại trên người nó lại cua ấm long tỉnh đến uống ngẫm lại liền thoải mái a à, nhàn hạ rất. đóng ngoặc đơn giao giao là ai long tỉnh là cái gì tốt a à, tiểu tử ngươi chờ ở tại đây đâu trách không được không muốn quản đại tần việc vặt nguyên lai like cùng chẫm kim ốc tàng kiều một bộ này. Đáng giận, có dễ uống đồ vật vậy mà vậy không chủ động lấy ra hiến cho chẫm. Hôm nay chẫm còn trước hết lại cái này không đi. Cái kia, đến phùng tham sự gian phòng xem một chút đi. Tông môn có đệ tử tấu hạ ý không hạn quấy, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ cười văng cái nét ra ngoài.